Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết nối thị trường được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, vốn là loại quả được trồng nhiều tại Nam Bộ và được đưa về trồng tại Sơn La từ năm 2010 nhờ có điều kiện tự nhiên thích hợp cùng với sự canh tác của người dân nơi đây, thanh long đã cho thấy sự phù hợp của mình với mảnh đất này và trở thành một sản vật có chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao và mang hương vị đặc biệt của núi rừng. Xây dựng một thương hiệu cho sản phẩm thanh long Sơn La là nhiệm vụ quan trọng của hành trình đưa sản phẩm thanh long phát triển và vươn xa. Thanh long sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và trải rộng khắp các huyện, thành phố như là Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu hay là Mộc Châu. Đây cũng chính là các vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận thanh long Sơn La. Sơn La được coi là trung tâm nông nghiệp vùng Tây Bắc với nhiều ưu đãi về đất đai, khí hậu phù hợp để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng. Với nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đúng đắn, cùng sự chủ động tập trung phát triển các vùng cây ăn quả có chất lượng tốt, đã tạo sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng và giá trị cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu. Với cây thanh long được trồng và phát triển đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Việc xây dựng thương hiệu, cấp bằng bảo hộ cho nông sản này được coi là hướng đi được kỳ vọng giúp người dân xóa đói giảm nghèo, làm giàu từ đặc sản địa phương. Gần 1 hecta thanh long trái vụ của gia đình bà Phượng đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Dự kiến lứa thanh long này, gia đình bà thu được 40 tấn. Với việc trồng trái vụ, giá trị của nông sản cũng cao gần gấp đôi so với trồng chính vụ. Đặc biệt, từ 4 năm nay, khi nông sản này được hợp tác xã kết nối với thị trường ngoài nước, mang lại giá trị cao hơn so với cây ngô, cây sắn trước đây. Thì nói chung là dòng cây thanh long thì so với cây xoài, cây nhãn này vẫn là hơn. Thì năm ngoái nhà cô ở trên kia 4.300 với đây 1.900, nhưng cái đây cái này là mới năm là năm nay là bước năm thứ tư tư, còn cái trên kia là năm thứ bảy. Thì là cô cộng cả hai năm em nó ghi thì là năm ngoái là xít xoán 40 tấn. Thế nhưng mà nếu mà bình quân giá nó cao ra thì là cũng được. Tại huyện Mai Sơn, những diện tích trồng ngô và sắn trước đây, thu nhập của các hộ dân cũng chỉ đủ chi trả tiền vật tư. Kể từ khi có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc của tỉnh Sơn La, mảnh đất này đã được thay thế bằng cây thanh long ruột đỏ có hiệu quả kinh tế cao gấp chục lần so với cây trồng cũ. Tại mô hình này, để thực hiện theo quy trình canh tác hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, những thảm lạc dại này được ông Nhất sử dụng để khống chế cỏ và giữ ẩm cho cây thanh long. Nhờ vậy, chi phí chăm sóc cũng giảm thiểu hơn một nửa so với trước đây. Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc Hoàng, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hiện có gần 300 hectare thanh long được trồng tập trung ở huyện Mai Sơn, Thuận Châu. Sản lượng thanh long mỗi năm khoảng 30.000 tấn. Vụ thu hoạch năm ngoái đã có 22 tấn thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc Hoàng xuất khẩu sang thị trường Nga, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này khẳng định chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc đã đi đúng hướng. Đồng thời là tín hiệu đáng mừng với bà con nông dân, mở ra tiềm năng xuất khẩu mặt hàng này của tỉnh Sơn La đến những thị trường khó tính trên thế giới. Cây thanh long là một trong những cây mà cho là lợi nhuận cao. Kinh tế là coi như làm là một vụ một năm thanh long là có từ là nếu là áp dụng khoa học thuật cao thì từ là 20 đến 25 lứa trên một năm. Một hecta của nó là rơi vào là từ 6 đến 80 tấn trên một hecta. Thì cho lợi nhuận là từ 600 đến là 800 triệu trên một hecta. Là cho cái lợi nhuận như thế, cho nên bây giờ bà con là coi như tập trung vào trồng. Còn hợp tác xã là ra sức là tập trung để là kết nối bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm của bà con và quản lý được là các cái đầu vào của là cái cây thanh long, thì là để đảm bảo cho xuất khẩu sang khối EU rồi sang Nga rồi là đầu tiên thì là sang được Nhật. Thanh long Sơn La có những nét đặc trưng riêng khác biệt với những thanh long vùng khác. Quả thanh long có trọng lượng khá lớn, khoảng từ 500 đến 800 gram, mẫu mã đẹp, tai quả dài, vỏ quả màu đỏ, thịt quả màu đỏ sẫm, vị ngọt thanh, hương thơm dịu. Trong quả thanh long có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quý giá với cơ thể. Nó được xem là một nguồn cung cấp các chất xơ, sắt và magie vô cùng tuyệt vời. Khoảng năm 2010,
cây thanh long ruột đỏ được trồng thử nghiệm tại tỉnh Sơn La. Sau quá trình thử nghiệm, nhận thấy thanh long có khả năng thích nghi, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai nơi đây. Giờ đây, thanh long đã trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và dần thay thế diện tích trồng ngô, sắn kém hiệu quả, mở ra hướng làm giàu cho người dân địa phương. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, huyện Mai Sơn đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất các cây trồng có giá trị kinh tế cao, trong đó có thanh long cũng đang được huyện chú trọng phát triển. Hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng hơn 90 ha trồng thanh long, trong đó có hơn 50 ha là đã cho thu hoạch. Có thể nói, thanh long đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tiềm năng phát triển hơn nữa khi mà thanh long tại địa phương đã được xuất khẩu đi một số nước như Pháp, Trung Quốc. Đến nay thì cây thanh long là một trong những cây trồng mà có cái diện tích cũng tương đối lớn, sản lượng tương đối nhiều. Và hiện nay thì hướng tới cái mục tiêu là xuất khẩu, thì cái việc mà xây dựng cái nhãn hiệu chứng nhận cho cái quả thanh long là rất là quan trọng. Thì để giúp cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã phát triển cái thương hiệu cho cây thanh long trên địa bàn, thì trong thời gian vừa qua thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện cũng đã phối hợp với doanh nghiệp, các hợp tác xã là thực hiện các cái bước xây dựng cái chất lượng cho cái quả thanh long, trong đó tập trung vào cái việc mà hỗ trợ cho doanh nghiệp áp dụng cái quy trình sản xuất thực hành nông nghiệp tốt để đưa ra những cái sản phẩm đảm bảo cái tiêu chuẩn chất lượng. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã xây dựng các mã vùng trồng để đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn để có thể xuất khẩu sang các thị trường cao cấp. Và cùng với đó là cùng với doanh nghiệp thúc đẩy mạnh cái công tác xúc tiến thương mại, quảng bá đến với người tiêu dùng trong nước cũng như là trên thế giới biết được cái sản phẩm của địa phương. Và cùng với đó, cái bước trong thời gian tới, cái việc xây dựng nhãn hiệu cho cái quả thanh long trên địa bàn là rất cần thiết. Giống thanh long ruột đỏ tại Sơn La chủ yếu sử dụng là giống TL04, TL05 và LD1. Đây là các giống có ưu thế về chất lượng thành phẩm, quả to, đó là các giống TL04 và TL05. Bên cạnh đó, với lợi thế về địa hình, địa mạo, mà quả thanh long ruột đỏ tại Sơn La cũng có phẩm chất hình thức đẹp so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Không chỉ riêng tại huyện Mai Sơn, nhiều địa phương của tỉnh Sơn La cũng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây thanh long cho giá trị cao. Tại vùng đất Thuận Châu, những thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Quỳnh Thuận cũng đang tất bật chăm sóc chuẩn bị cho lứa thu hoạch đầu tiên. Nhờ chuyển đổi từ đất trồng cà phê sang trồng thanh long, không ít những thành viên hợp tác xã đã có của ăn, của để và ổn định đời sống kinh tế. Chúng tôi cũng được huyện xã quan tâm cho đi tham quan các mô hình. Thế là có bạn Dưng, bạn ấy đi tham quan ở dưới Mai Sơn thì thấy mô hình cây thanh long ruột đỏ ở dưới đó nó cũng không khắt khe với khí hậu và đất dốc cũng trồng được, mà đất nào trồng cũng người mình chăm sóc được là nó lên tốt. Thì thấy vùng thanh long ở dưới Mai Sơn người ta rất là tốt, mà người ta nói là thu nhập đều, được thuận lợi nhất là cây thanh long nó ra hoa giải vụ. Nếu mà như cây cam, cây bưởi thì nó mất mùa là nó chỉ một vụ thôi, là mất mùa là mất cả năm luôn. Nhưng mà cây thanh long thì có thể là đợt này nó bị mưa, nó mất mùa, nó mất hoa đợt này nhưng mà nó lại ra hoa tiếp đợt nữa. Gia đình tôi đã quyết định phá bỏ một ít cây cà phê đi, thì tôi trồng vào là được 400 trụ. Và sau khi 8 tháng thì cây này nó đã cho ra trái bói đầu tiên, mà chúng tôi thấy nó phát triển. Nói chung là cái gì, cây gì mình chăm thì nó mới có đem lại được cái giá trị kinh tế. Và cảm thấy cái cây này, cái quả này trồng trên cái mảnh đất ở trên này thì nó cũng hợp với cái khí hậu, và nó lại có một cái điểm là nó đặc trưng là cái vị của nó đặc trưng hơn những cái vùng miền khác. Mùa vụ thu hoạch quả thanh long Sơn La là từ tháng 4 đến tháng 11 với rất nhiều lứa thu hoạch. Hiện nay với trình độ canh tác của người dân có thể xử lý ra hoa trái vụ. Vì vậy thanh long có thể thu hoạch gần như quanh năm. Thực hiện chủ trương của huyện về phát triển chuỗi giá trị thanh long,
năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Quỳnh Thuận đã liên kết với các hộ dân trên địa bàn huyện Thuận Châu để đưa cây thanh long vào trồng, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc thanh long theo hướng hữu cơ cho người dân. Với quy trình canh tác hữu cơ, toàn bộ diện tích của Hợp tác xã Nông nghiệp Quỳnh Thuận đã được cấp mã số vùng trồng, phục vụ xuất khẩu. Dự kiến năm nay, sản lượng tiêu thụ đạt khoảng trên 200 tấn quả. Cây thanh long thì đã được đưa vào làm thử nghiệm trong một cái đề tài rất là nhỏ của huyện Thuận Châu từ năm 2010. Trong quá trình triển khai đề tài đánh giá về cái sự sinh trưởng phát triển của cây thanh long thì cũng đã nhận thấy cây thanh long phát triển rất là tốt trên địa bàn huyện Thuận Châu. Và xuất phát từ cái đề tài đấy thì đến năm 2013-2015 thì cũng đã triển khai thêm cái dự án về đánh giá sinh trưởng phát triển của cây thanh long trên địa bàn Thuận Châu cũng như của tỉnh Sơn La. Thì lại càng khẳng định thêm một lần nữa rằng là cây thanh long thực sự là phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng cũng như là cái khả năng thâm canh của người dân. Thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn huyện Thuận Châu đã nhân rộng mở rộng ra được khoảng 50 ha, trong đó thì có 45 ha đã cho thu hoạch, còn lại 5 ha là đang trồng mới. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, thanh long Sơn La ngày càng được biết đến rộng rãi hơn nhờ các chương trình xúc tiến, hỗ trợ thương mại của tỉnh. Thanh long Sơn La đã đi khắp các gian hàng, hội chợ, triển lãm về nông nghiệp từ Bắc vào Nam để quảng bá, kết nối sản phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh này xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2023 và trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông sản, phối hợp với các tỉnh, thành phố có tiềm năng tiêu thụ sản phẩm nông sản lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An để kết nối đưa các sản phẩm nông sản vào tiêu thụ tại các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, các bếp ăn tập thể, nhà hàng, các hãng bay, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tổ chức tập huấn, đào tạo về thương mại điện tử và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín trong và ngoài nước. Thanh long Sơn La đã tiêu thụ dưới hình thức xuất khẩu sang thị trường khó tính như Nhật, Nga. Tuy nhiên, vì chưa có nhãn mác, dấu hiệu nhận biết cụ thể, nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho thanh long Sơn La là vô cùng cần thiết theo thời điểm hiện tại. Điều này không chỉ giúp xác lập cơ sở pháp lý cần thiết để bảo vệ chất lượng của một sản phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao, tạo cơ sở pháp lý để ngăn chặn và chống những hành vi xâm phạm nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, còn từng bước quy hoạch lại sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị hợp lý cho thanh long Sơn La, nhằm hạn chế, tiến tới khắc phục những biểu hiện của tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tình trạng bán sản phẩm thô là chính, khắc phục hiện tượng được mùa mất giá. Đồng thời, từng bước tổ chức lại sản xuất, chế biến theo hướng công nghiệp và thương mại hiện đại. Hiện nay, thanh long được trồng ở hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó có 8 huyện, thành phố thuộc vùng trồng nằm trong bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận thanh long Sơn La, bao gồm các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, thành phố Sơn La, Mường La, Phù Yên, Sông Mã. Theo Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Sơn La, xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận thanh long Sơn La giúp tạo dựng cơ sở nhận biết, phân biệt cho sản phẩm thanh long của tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm, thúc đẩy liên kết tiêu thụ giúp ổn định đầu ra và giá cả sản phẩm. Từ đó, ổn định thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Việc mà xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông sản ấy, thì chúng tôi xác định rằng là cái việc xây dựng được nó chỉ là kết quả bước đầu thôi. Thế còn lại là cái việc quản lý và phát triển nó là một việc quan trọng. Nhưng cái việc này thì không phải là ngày một, ngày hai mà làm được. Phải có thời gian và phải có rất nhiều cái sự tham gia vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, rồi các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức, đoàn thể tham gia vào. Thì trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục vừa là phối hợp với các sở ban ngành, các tổ chức, đoàn thể, rồi các doanh nghiệp để triển khai thực hiện cái dự án nhãn hiệu chứng nhận thanh long Sơn La làm sao đạt hiệu quả cao nhất. Sơn La đã có những bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển cây ăn quả thay thế trên đất dốc của chúng ta hiện nay. Và chúng ta thấy đó là gì?
từ những mô hình cây ăn quả, từ những mô hình mà chúng ta sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn Global Gáp, thì chúng ta đã được các đoàn đến học tập nghiên cứu, các bộ ngành trung ương đánh giá. Và để có được cái đó thì chúng ta phải trải qua mấy cái. Một là chúng ta đã khảo nghiệm các loại giống rất rõ, phù hợp với điều kiện của chúng ta. Thứ hai nữa là được sự hỗ trợ các bộ ngành trung ương. Thứ ba nữa là quyết liệt của tỉnh. Thứ tư nữa là cái thay đổi tư tưởng của người dân của chúng ta rất nhanh. Thứ năm nữa là chúng ta, các hộ trồng cây ăn quả và các hộ canh tác của chúng ta đã áp dụng khoa học kỹ thuật rất nhanh. Và cái quản trị của chúng ta qua hệ thống hợp tác xã để thụ hưởng các chính sách của nhà nước và các cơ chế của tỉnh, và cái quản lý, quản trị của hợp tác xã để tham gia vào chuỗi của chúng ta là chúng ta đã bước dẫn này. Từ những lợi thế chúng ta phải khẳng định được là nông nghiệp tỉnh Sơn La đã đi đúng hướng. Hiện nay, Sơn La có 281 mã số vùng trồng cây ăn quả. Trong đó có 2 mã số vùng trồng thanh long Sơn La với diện tích gần 90 hectare. Cùng với đó, việc truy xuất nguồn gốc sẽ giúp người tiêu dùng có thể tìm hiểu được quá trình sản xuất và phân phối của sản phẩm thanh long được minh bạch, rõ ràng. Để đạt được định hướng trên, đòi hỏi một quá trình nỗ lực lâu dài trên nhiều phương diện của tất cả các bên có liên quan như chính quyền địa phương, cộng đồng những người sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thanh long Sơn La, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư. Đây không chỉ là bước mở đầu thiết yếu mà còn là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy các hoạt động cần thiết khác cho việc hình thành chuỗi sản xuất và kinh doanh sản phẩm bền vững và hiệu quả, được tiến hành thuận lợi và phát triển đúng hướng. Việc xây dựng thương hiệu cho nông sản Thanh Long luôn là mong muốn của người nông dân, các cấp lãnh đạo, các doanh nghiệp và các chuyên gia. Có thể nói thương hiệu là bản sắc, là linh hồn, là yếu tố mang lại giá trị gia tăng cho các sản phẩm. Nó tác động tích cực và rõ ràng đến nhận thức, sự quan tâm, đầu tư và nguồn lực của địa phương, nhận thức của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ danh tiếng, giá trị các sản phẩm được bảo hộ. Xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm quả Thanh Long không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh cho người nông dân, cho các doanh nghiệp, địa phương, mà việc xây dựng nhãn hiệu còn xác lập cơ sở pháp lý cần thiết để bảo vệ danh tiếng cho sản phẩm, chống nhầm lẫn cho người tiêu dùng, cũng như là tạo cơ sở pháp lý để ngăn chặn và chống những hành vi xâm phạm đến nguồn gốc xuất xứ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kết nối thị trường ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.